8 phẩm chất của một người có hậu phúc. Có câu nói rằng, bất kể phúc báo nào cũng là có nguyên nhân và phúc báo của một người cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là 8 chữ, cũng là 8 phẩm đức của một người cần tu dưỡng để có một cuộc đời tươi đẹp có hậu phúc. 1. Nhẫn nại, nhẫn nhịn, có thể dưỡng phúc. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy con người nhất định cần phải nhẫn. Bởi vì, từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí, người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là nhu nhược, trốn tránh, chạy trốn mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có nhẫn trong tâm thường sẽ không phạm sai lầm do nhất thời gây ra. Ngược lại, người không thể nhẫn sẽ có thể chỉ vì một câu nói mà tức giận, chiêu mời tai họa. Ngoài ra, người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít khi tức giận thì sắc mặt của họ cũng sẽ đẹp hơn, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu hơn. 2. Lương thiện, có thể sinh ra đức. Cổ nhân có câu, thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Từ xưa đến nay, lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác. Bởi vậy mà cổ nhân giảng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp con người luôn có nội tâm an định, tường hòa. 3. Hỷ, vui, mừng, có thể dưỡng nhan. Nhan là chỉ nhan sắc, vẻ mặt, nét mặt, tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ của con người. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoải mái. Người ta thường nói, mỉm cười là cách để làm nở một bông hoa xinh đẹp nhất ở trên khuôn mặt. Mỉm cười là một cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Người xưa có câu, tay hung không đánh mặt cười. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Nếu như trên khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười có thể đem thiện ý truyền đạt cho tất cả mọi người. Đây là cách hoàn toàn không phải mất phí tổn mà lại tạo ra được giá trị lớn. Đây cũng chính là phương pháp làm đẹp thuận tiện nhất, kỳ diệu nhất. 4. Từ bi, hiền lành, có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên có những người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó một phần là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Bởi vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi, cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. 5. Tình yêu thương, có thể dưỡng hành. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Bởi vì có tình yêu thương người khác nên trước khi làm việc gì họ đều cân nhắc đến việc người khác sẽ cảm nhận ra sao, người khác bị tổn hại gì không rồi mới hành động. Trái lại, một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành thật, có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao, trong làm người và làm việc. Chúng ta, ai ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình, vì vậy hãy đối xử chân thành với người khác trước, chúng ta sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang đẹp đẽ. Ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng. Người trung thành, thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, người xưa lại cho rằng, bởi vì thật thà phù hợp với thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời. 7. Cần cù, chăm chỉ, có thể dưỡng tài phú. Người xưa có câu, ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, là có ý nói rằng, một người siêng năng, cần cù sẽ được ông trời giúp, bù đắp cho. Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu cũng hết, nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì, cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan dung, độ lượng, có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng không xiết. Trái lại, người luôn tính toán chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt trong cuộc đời. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước,
biển rộng trời cao. Nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn, con đường sẽ mở rộng hơn. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp gỗ tử đàn được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật, cũng như trong phong thủy, trong đó. Bộ ba linh vật tam hợp tỵ dậu sửu, thân tý thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ giúp tăng cường khí, năng lượng, hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc, phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ, với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh. Mang theo đá mã não bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Gỗ tử đàn, gỗ tử đàn Ấn Độ là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương một trong các loại gỗ, vua của các loài gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loài gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn. Thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892. Hoặc để lại họ tên và tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.